Để chèn dữ liệu, cô chèn vào bảng nhân viên, các bạn vào SQL, đúng không ạ? Câu lệnh là insert into nhân viên. Rồi các bạn, nếu các bạn chèn hết tất cả các cột thì không cần liệt kê cột phía sau. Nếu như các bạn chèn mà bỏ một cột nào đấy, không muốn chèn dữ liệu, thì các bạn phải khai báo tên cột. Bây giờ các bạn bỏ, tức là các bạn coi như chèn hết nha, values. Ở đây là giá trị thứ nhất là mã, đúng không? Đây, cái này các bạn coi cái struct của nó. Đầu tiên là mã, tên, ngày sinh, giới tính, email và mã văn phòng. Mã văn phòng này thì lưu ý cho cô nè, có tham chiếu tới bảng văn phòng thì thông thường các bạn sẽ phải nhập cái bảng văn phòng trước. Đồng ý không? Đấy, bởi vì các bạn xem, các bạn sẽ nhập bảng văn phòng trước. Mã văn phòng, địa chỉ. À, ta sẽ nhập mã bảng văn phòng trước ha. Mã văn phòng và địa chỉ. Mã văn phòng các bạn đặt là ví dụ như là Hồ Chí Minh 01. Địa chỉ là ví dụ ở Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Ok. Đó là một dòng. Các bạn muốn chèn một dòng nữa, các bạn copy xuống. Các câu lệnh này cách nhau bởi dấu chấm phẩy. Đấy, Hồ Chí Minh 2. Đây là quận 3. Cái này là cái gì ạ? Chợ Lớn. Cái gì ta? À, Trần Hưng Đạo. Quận 5. Rồi là gì đấy ạ? Mình Nguyễn Thị Minh Khai. Quận 1. Mã không được trùng, mã mà trùng nó báo lỗi. Ok. Câu lệnh 3. Kìa, chạy thử nha. Các bạn nhấn go. Chạy hết một dòng, hai dòng, ba dòng, thấy chưa ạ? Dữ liệu đã thành công. Các bạn muốn biết đã chạy thành công chưa? Các bạn câu lệnh gì? Select sao from văn phòng go. Dữ liệu có đâu rồi? Đây. Thấy chưa? Hồ Chí Minh 2, 3. Ok. Rồi. Bây giờ các bạn sang câu lệnh thứ hai. Đó là chèn dữ liệu vào bảng nhân viên, đúng không ạ? Thì ta insert. Để dễ, các bạn vào bảng nhân viên, các bạn chèn, các bạn nhìn thấy nó dễ. Đây, ta có 1 column, 2, 3, 4, 5, 6 column. Thì ta nếu mà chèn hết, ta phải có 6 cái value, đúng không ạ? 6 cái giá trị. Các bạn sẽ để là insert into nhân viên value. Rồi mở ngoặc mã nhân viên. Các bạn ví dụ các bạn để là PS 0001. Tên là ví dụ như Hào Quang. Ngày sinh 11 tháng 11 năm 1991, đúng không ạ? Giới tính là ví dụ như một. Email quang amoc gmail. Mã văn phòng, cái này rất là quan trọng, tại vì cái mã văn phòng này được tham chiếu tới bảng văn phòng
Cho nên dữ liệu nhập vào bảng, vào cái cột mã văn phòng này nè, thì bên bảng văn phòng phải có. Nếu mà nhập cái chưa có, nó báo lỗi ngay. Cô lấy ví dụ, cô nhập ABC. À, cô nhập linh tinh, đúng không? Bây giờ các bạn chạy thử nhé. Ngô, nó báo lỗi ngay. Nó báo lỗi là cannot add or update gyro. A foreign key constraint fail. Thấy không? Nó báo lỗi foreign key rất là cụ thể. Thì khi báo lỗi foreign key, các bạn phải nhìn ngay cái mã mình nhập được đúng chưa, được không ạ? Đấy, nó sẽ bị lỗi vào tham chiếu, đúng không ạ? Còn nếu mà lỗi mà trung khóa chính, nó sẽ báo là primary key. Hiểu không ạ? Đấy, thì cái chỗ này các bạn sẽ thấy là như này. Cô sẽ để cái này là Hồ Chí Minh 0001. Hình như là cô để là Hồ Chí Minh 01 đúng không? Này, ok. Rồi các bạn chạy thử nhé. Wow. Thành công chưa ạ? Thành công rồi. Ok. Tương tự bây giờ các bạn sẽ nhập tiếp khoảng vài ba dòng nữa. Đấy. Là ví dụ 02. Ví dụ như là Thanh Tài. Không biết là gì Tài, đúng không? Đấy, 01. Đấy, Tài Hồ Chí Minh 01 luôn. Được không? Rồi, ok, tao copy tiếp. Đấy. À, tuy nhiên bây giờ giả sử tôi không muốn nhập email, đúng không ạ? Tôi không muốn nhập email, thì chỗ email các bạn để trống không có nhập. Vậy tôi sẽ bỏ email. Nào nghe nè, tôi sẽ bỏ cái phần email đi, tôi không nhập nữa. Vậy ở đây có mấy giá trị ạ? Chỉ có 5 giá trị thôi. Mà câu lệnh này mà tôi chạy là bị lỗi. Cô chạy câu lệnh này trước đi ha. Cô chạy câu lệnh này trước. Ok. Rồi các bạn xem câu lệnh thứ hai. Câu lệnh này cô sẽ không nhập email, mà chạy câu lệnh này lập tức nó báo lỗi ngay. Nó sẽ báo lỗi là gì? Số dòng và số cột nó không khớp nhau. Column count doesn't match. Không khớp, cái match là khớp, không khớp với nhau. Cột các bạn có 6 cột mà các bạn nhập có 5 cái value là không có được. Vậy trong trường hợp này không muốn nhập email thì các bạn sẽ viết như sau. Khai báo tên cột vào đây. Ví dụ các bạn chỉ nhập mã nhân viên nè, phẩy, tên nè, phẩy, ngày sinh, giới tính. Email không nhập, không liệt kê vào và mã. Được chưa ạ? Tôi chỉ khai báo 5 cột thôi. Đồng ý không? À, tôi chỉ khai báo 5 cột thôi. Bởi vì cột thứ nhất là dành cho mã, cột thứ hai dành cho tên, thứ ba dành cho ngày sinh, thứ tư dành giới tính, và thứ năm cuối cùng dành cho mã. Cái email không có. À, tại vì hôm bữa ta thấy là nó là tin in. Tin in. Số 1 là nam, số 0 là nữ, ví dụ như vậy. Giờ các bạn chạy thử cái này nhé. Ồ, sao lỗi? À, cô gõ nhầm, xin lỗi. Mã văn phòng, thấy không? Lỗi, nó bảo liền. Ok, Google. Lỗi nữa hả? À, cái này bị lỗi bởi vì cái này số 2 có chưa? Nó bảo lỗi nào, rõ ràng các bạn nhìn nha. Bảo lỗi gì? Dắp ly cây. Rất chính xác. Primary key. Thấy không? Vì luôn cái ràng buộc về khóa chính nó bị trùng. Đồng ý không ạ? Đấy, nó báo rất là cụ thể. Chỗ này các bạn điền là 3 Thanh Hoa ha. À, đổi lại giới tính, ok. Và mã văn phòng có để văn phòng số 2 đi ha. Được không? Ok, rồi. Thành công chưa? Thấy không ạ? Thì cái vấn đề khi bị bỏ lỗi, các bạn phải đọc lỗi là cái gì. Đọc lỗi cái là gì thì các bạn fix nhá. Còn viết code thì các bạn biết rồi, viết code nó sẽ có lỗi, luôn luôn có lỗi xảy ra. Thì việc các bạn phải sửa lỗi rất là quan trọng.
biết lỗi gì và sửa rất là quan trọng, đúng không ạ? Rồi, câu lệnh insert, bây giờ các bạn select nó ra, select sao from nhân viên, okay, go. Đấy, nó sẽ có 3 dòng rồi, đúng không ạ? Ok, 3 dòng. Đấy, các bạn có thể chèn thêm các cái dòng khác nữa. Đây, các bạn thấy chỗ email không nhập thì nó nhận giá trị gì ạ? Email không nhập nó nhận giá trị gì? Null. Nhá, không nhập vào nó nhận giá trị null. Null có nghĩa là không có giá trị, hiểu không ạ? Ok. Rồi. Oh, sorry. Chính xác. Ngày sinh. Ủa sao nhập rồi mà nó không có ra? Chờ chờ cô tí ha. Rồi, ok. Bây giờ ngày sinh không có, bây giờ sửa ngày sinh ha. Ta lại sửa. À, update. Update gì? Từ bảng gì ạ? Nhân viên, đúng rồi. Set. Được chưa? Giá trị gì ạ? Ngày. À, ngày sinh. Bằng. Các bạn ví dụ 1991. 1111. Where. Mã. Nhân viên bằng. PS 0001. Được không? Chạy nhá. Ta sửa cái mã nhân viên này nè. Tích dòng mà có cái dòng nào mà có nhân viên là mã là PS001. Tôi sẽ sửa cái ngày sinh từ ngày nào tôi không biết, tôi sẽ sửa lại thành ngày này. Ok. Rồi, chạy thử nha, browse. Ra chưa? Ok. Mấy cái kia sửa tương tự không ạ? Tương tự. Được chưa đồng ơi? À, sửa được. Sửa được luôn. Prime key sửa được luôn. Nhưng mà lưu ý là hạn chế sửa primary key. Sửa được luôn. Bây giờ tôi sửa ha. Update. Nhân viên. Set. Mã nhân viên. Bằng. PS 0000. Không mấy có rồi ạ. Không, 123 có rồi mà sửa thì phải sửa khác cái đấy đi. Sửa chung là có vấn đề. Lỗi ngay đúng không? Sửa thành 4. Que gì đấy? Que mã bằng gì? PS 00. À, thích 03 đúng rồi, sửa 03 cũng được. Sửa từ 03 thành 0. Bây giờ tôi sẽ tìm những cái dòng nào mà có mã bằng 03 đúng không? Tôi sẽ sửa thành mã 04. Sửa được chưa? À. Nhưng mà lưu ý là khi các bạn làm hạn chế sửa khóa chính. Bởi vì sao? Khóa chính thường được tham chiếu. Mà sửa thì nó sẽ liên kết tùm lum. Hiểu không ạ? Bây giờ sửa là nhiều vấn đề khi sửa khóa chính. Tại vì khóa chính ngoài cái việc các bạn nó là duy nhất ra, còn tham chiếu tới các bạn khác nữa. Sửa chỗ này chỗ kia cũng phải sửa. Hiểu không ạ? Đấy. Cho nên trong thực tế khi làm, người ta ít sửa khóa chính lắm. Trường hợp mà lỗi quá phải sửa thôi. Hiểu không ạ? Và khi sửa thì các bạn phải fix vài chỗ. Ví dụ như cái bảng thăm chiếu hoặc cái gì đó. Đồng ý không? Ok. Rồi. À, ta xong phần dữ liệu. Ta xong phần dữ liệu nhé. Bây giờ ta sẽ chuyển sang học cái phần hôm nay. Đó là phần câu lệnh truy vấn. Ok. Thì ta đã có hai bảng rồi thì truy vấn rất là thú vị, đúng không ạ? Đấy, tạm sung sung. Đây. Nghe nha, câu lệnh đơn giản nhất. Câu lệnh này ai cũng phải biết, nhắm mắt cũng phải gõ được. Hiểu không? Đó là câu lệnh gì ạ? Select sao from bảng à, nhân viên. Go. Ra hết chưa? Rồi. Ok, bây giờ cô lấy một vài cột thôi, cô không lấy hết.
Cô không lấy hết mà cô lấy một số cột thôi. Là select mã nhân viên phẩy, tên phẩy, email, lấy 3 cột thôi. From nhân viên. Khi đó các bạn sẽ thấy là ta chỉ lọc ra được 3 cột thôi đúng không? Mã, tên và email. Được không? Rồi. Thì đó là câu đơn giản nhất. Được chưa ạ? Rồi. Bây giờ cái câu lệnh thứ hai ta lọc theo số dòng. Ta lấy sao mà không có mình để que, ta lấy không có mình để que tức là lấy hết tất cả các dòng. Bây giờ tôi lọc theo số dòng. Giả sử select sao from gì ạ? Nhân viên que mã văn phòng bằng Hồ Chí Minh 01 có không? Mấy dòng 01? 2 dòng. Tổng ta có 3 dòng thì 2 dòng 01 và 1 dòng 02 đúng không? Đấy, ta chạy nhá. Cô có đúng ra 2 dòng không nhá? Đúng chưa? Lấy lọc có anh có mã văn phòng đúng không? 01. Tương tự, à giả sử như này. Ta lấy tất cả những anh nhân viên với điều kiện gì đấy? Tên. Tên. Like giống bằng đi. Thanh Tài. Ta lọc ra anh Thanh Tài. Tức là có mấy anh Thanh Tài thì lọc ra. Bây giờ ta có mấy anh Thanh Tài ạ? Một Thanh Tài. Đúng chưa? Nhưng bây giờ tôi muốn lấy anh mà có cái chữ Thanh ở đầu. Ta có Thanh Tài và Thanh Hoa. Đúng không? Bây giờ làm sao? Làm sao mà tôi lấy được có chữ Thanh mà trong đó tôi vừa có Thanh Tài vừa có Thanh Hoa? À, like. Đúng rồi. Sau khi mình đề que nhé. Tên like nháy nháy thanh chưa đủ, à thanh chưa đủ, like thanh chưa đủ, giống có chữ giống thanh chưa đủ, bởi vì sao? Nó vẫn tìm kiểu này là vẫn đang tìm chính xác. Thì nếu mà ta tìm gần đúng, ta phải kết hợp một số cái toán từ gọi là ký từ đại diện. Trong tiếng Anh gọi là win card character, tức là ký tự đại diện. Thì cái này nếu mà chữ Thanh ở đầu, sau cái gì cũng được, người ta để cái gì ạ? Phần trăm. Ngôn ngữ SQL Server là phần trăm, còn ngôn ngữ Access nó là dấu sao. Access nó là dấu sao. Ờ, không biết, đúng rồi. Tại vì khi nào các bạn cần làm tới thì các bạn mới tìm hiểu thôi. Không cần làm tới các bạn không tìm hiểu. Thanh Tài, Thanh Hoa chưa? Đấy chưa? Nếu không có dấu phần trăm là không có ra đâu nha. Nó sẽ ra không có gì hết. Nó không bảo lỗi. Câu lệnh select mà điều kiện này sai, nó không bảo lỗi. Nó chỉ có dữ liệu hay không có dữ liệu thôi. Hiểu không ạ? Ví dụ ta search lại là tên like thành, là các bạn thấy là dữ liệu nó không có đúng rồi. Có gì không ạ? Không có gì luôn. Đúng không? Không có gì luôn. Đấy, dữ liệu chỉ ra hay không ra thôi, đúng không? Đấy, vậy ta vừa nói đến câu lệnh gì ạ các bạn? Select mà có cột nè, select sao nè, select có column nè, rồi select với mình gateway và có điều kiện. Điều kiện thì ta vừa nói có dấu bằng và toán từ like. Ok, rồi tạm thời đó nhé, ta giảng tiếp. Đây bây giờ cô sẽ select nhân viên, tôi nối mã tên đúng không ạ? Tôi nối chung lại thì các bạn cũng select mã, xong các bạn nối chuỗi thì phải có dấu cộng. Để cách mã và tên thì các bạn nối ví dụ hai chấm
để phân biệt thôi nhá. Chứ cái này không có ý nghĩa gì đâu. Tại sao mã là hai chấm hả cô, là không có đâu. Nối chuỗi tên. Rồi, từ từ tôi chưa dùng cái add vội để các bạn nhìn nó khác nhau cái gì. From. Các bạn sẽ lưu ý là kết quả nó sẽ trả về cái này là mấy cột á? Mấy cột? 1 hay 2? Tại sao lại là 1? À nói chính xác. Nhìn hai cột sâu ra nhưng thực ra nó trả về có một cột thôi. Nếu là hai cột phải có dấu phẩy cơ. Hiểu không? Cái này trả về một cột. Đấy, nhìn vậy mà trả về một. Và bây giờ nó lấy tên cột là của cái nào? Cái chắc không? Không có tên cột. Chạy nhá. Không, đâu rồi? Đây. Ủa? Mã. Ủa sao? Rồi. Rồi rồi. Trật rồi, trật rồi. Biết trật gì không? No, no, no. Dấu cộng nó chạy trong SQL Server. Append. Append string. Append string. Cái gì kì à? Nào con két rồi, con két nổi. Append nha, nổi append. Con két đâu rồi? Đây hả? Rồi. Select. Cái gì ạ? Mã đúng không? Nhân viên. Phải concat. Nháy nháy. Cách một cái. Rồi, lỗi. Để cô coi. Coach. Concat, đúng rồi. Rồi nối tiếp. Lại concat nữa. Phải. Tên đúng không? Đâu có. Rồi. Ok, from. Thiếu một dấu đúng không? From. Nhân viên. Chạy nha. Ra chưa? Có tên không? Tên đâu có tên đâu. Được không? Bây giờ muốn đặt tên thì sao? Ồ, tôi khi nãy tôi quên copy rồi. Có đúng cái này ta đã nối được chưa? Dấu cộng để trong SQL Server nha. Dấu cộng kia là trong SQL Server nha. Concat. Mã. Phẩy. Rồi. Concat. À phải thêm người nữa hả? Phải. Tên. From. Nhân viên. Cái này các bạn để add nhá. Full name. Ví dụ vậy. Ví dụ vậy. Select go. Ừ, good, được không? Thấy tên mới chưa? Tên mới full name chưa hả? Được chưa? Ok, rồi. Vậy để nối chuỗi thì ở trong SQL Server các bạn dùng dấu cộng để nối chuỗi. Đồng ý không? Ở trong cái MySQL dấu cộng là cộng số, mà hai chuỗi nó cộng lại với nhau nó trả về gì đấy?
được không? Hiểu chưa? Rồi ok, phân biệt một chút xíu nhé các bạn. Rồi, vậy ta vừa demo xong cái nối chuỗi và cộng với mệnh đề as, đúng không ạ? Mệnh đề as xong. Rồi, listing khi nãy nói rồi, nó sẽ lọc những cái gì giống nhau, nó sẽ lọc lại thành một. Ví dụ ta sẽ có hai cái ngày giống nhau, hoặc các bạn đặt thêm một cái tên giống nhau, lọc ra lấy select ra, nó sẽ trả về một. Đây, ví dụ hai cái ngày này, đúng không? Hai cái ngày này các bạn thấy là không không hết, đúng không? Vậy tôi search, tôi select ngày sinh từ cái mã là PS02 và PS004. Bây giờ tôi truy vấn ra, các bạn nhìn nào. Select ngày sinh from nhân viên. Yeah. Go. Nó sẽ ra cái ngày sinh này, đúng không? Được chưa? Bây giờ cái nào hạ cái này trùng nhau, đúng không? Bây giờ cô thêm cái mệnh đề distinct đằng trước cái ngày sinh. Distinct đằng trước ngày sinh. Các bạn sẽ thấy nó còn hai dòng nữa thôi. Thấy chưa? Cái dòng trùng nhau nó sẽ bị bỏ đi một. Hiểu hiểu không ạ? Đấy, còn hai dòng thôi. Ok. Đấy là distinct. Được chưa? Mình để top, top 5, top 1, top 2, top 3 để ta lấy cái dòng trên cùng. Nếu các bạn muốn lấy sinh viên nào điểm cao nhất thì ta sẽ sắp xếp theo điểm giảm dần và lấy top, đúng không? Ok. Cái mệnh đề top này nói sẽ rất là nhiều, rất là dài dòng. Ví dụ top theo số, top 5%, percent có bao nhiêu phần trăm, nếu mà nó sẽ không, nếu test top theo số nó sẽ lấy theo số dòng. Top 5 nó sẽ lấy 5 dòng đầu tiên, hiểu không ạ? Nhưng top 5% thì nó sẽ lấy gì đấy ạ? 5% số dòng thôi, nó chia, nó lấy tỷ lệ 5%. Okay. À thì đương nhiên không lẽ lấy 1,5 dòng, nó sẽ tính toán, nó sẽ lấy phần nguyên thôi chứ, làm tròn. Hiểu hiểu ý không? Bởi vì sẽ không có 1,5 dòng. Được chưa? Ok. Đấy. Rồi. À vì ví dụ bạn đang có thắc mắc số nguyên, ví dụ như cái này cô để là 30% chẳng hạn, đúng không? Thì nó là bao nhiêu, 1 dòng hay là 2 dòng, đúng không? Đấy, select sẽ là như thế này. Select sound from nhân viên, cô để top, để ngay câu lệnh select top 30%. Câu lệnh bị lỗi chữ percent. Check manual correspond server version, write syntax user near. Rồi, nó có một cái sự khác, đúng rồi. Top 1 nó okay. Nó không đúng cú pháp rồi. Cái gì em? Cái nó khác rồi, nó khác do trong cái MySQL rồi. À.
Không phải. No. Cái này là câu lệnh khác rồi. Đây nè, nó dùng top, limit và row number, đúng không? Top. Select top number percent. Ủa đúng rồi mà. Michael nè, select limit đúng không? Limit mấy? Limit 1 đúng không? Đây. Đấy nó vậy đó. Go. Đâu rồi? Đây, lấy một anh. Và các bạn muốn lấy sắp xếp theo cái gì đó, các bạn dùng câu lệnh order. Order by. Order by viết trước câu limit nhá. Được chưa? Rồi. Đấy nó lộn. Hai cái nó lẫn lộn tùm lum. Ok. Tiếp tiếp nào. Thì các bạn khi làm hai ngôn ngữ, các bạn chỉ cần phân biệt cho cô một chút xíu rồi. Được chưa? Tại vì cái này các bạn học MySQL, nhưng mà môn sau các bạn sẽ học là SQL Server. Thì dùng SQL Server, cái chỗ này ta sử dụng top, chắc ta không dùng limit. Hiểu không ạ? Đấy. Và các bạn lưu ý là câu lệnh này không viết cho MySQL mà viết cho Access và SQL Server. Thành ra là các bạn phải chuyển đổi cho cô một chút xíu. Được chưa? Với cái chỗ này thì yên tâm là sẽ không có test. Không có test cái phần đến mức như này đâu. Cho nên các bạn không ngại về phần kiểm tra nhá. Không ngại phần thi. Nhưng mà lưu ý cho cô là nó sẽ có sự khác nhau chút xíu. Nhớ nha. Rồi. Mình đi que. Nói về mình đi que, ta phải nói đến cái toán tử làm việc ở trong cái biểu thức điều kiện. Ok. Và các bạn lưu ý cho cô cái phần toán tử nha. Có một số toán tử thì dùng chung cho cả hai ngôn ngữ, nhưng có một số toán tử sẽ hơi khác một chút xíu. Hiểu không ạ? Cho nên khi viết ở trong cái MySQL, các bạn phải search ra cho cô xem toán tử nó là cái gì. Đồng ý không? Ok. Rồi. Toán tử so sánh. Cái này rất hay dùng. Lớn hơn, nhỏ hơn, lớn bằng, nhỏ bằng, và khác. Logic. And or not. And là để kết hợp hai biểu thức lại với nhau thành một biểu thức. And là gì đấy ạ? À? Toán tử và. Nghĩa là nó phải thỏa mãn hai cái biểu thức. Đúng ạ? Nó mới là đúng. Còn or thì chỉ cần thỏa mãn một biểu thức, một trong hai biểu thức là đủ. Ok? Nó chỉ sai khi cả hai cái biểu thức nó sai. Ví dụ. Thì tất cả những nhân viên mà có mã văn phòng, hiểu không ạ? Mã văn phòng là Hồ Chí Minh 01 và từ Việt Nam, ví dụ như vậy. Thì nó phải thỏa mãn vừa văn phòng 1 vừa phải là nam sắc nữ không được, đúng không? Còn O thì sao? Tìm cho tôi những cái nhân viên ở văn phòng 1 và văn phòng 2. Và không, nếu mà phát biểu sẽ phải phát biểu là phải. Nhưng khi tìm phải tìm là tại sao? Tôi muốn lấy cả hai anh, văn phòng 1 và văn phòng 2. Đó là phát biểu ngôn ngữ thông thường. Thế nhiều bạn lại dùng and rồi đó. Thầy có đọc chữ và. Nhiều bạn dùng and. Nhưng khi dùng and có ra không ạ? Làm gì anh nào vừa làm ở văn phòng 1 vừa làm ở văn phòng 2, đúng không? Sẽ không có cái để thỏa mãn. Cho nên khi cô nói cái điều kiện là các bạn hãy tìm cho cô những nhân viên ở văn phòng 1 và ở văn phòng 2. Vậy ở văn phòng 1 cũng thỏa mãn và văn phòng 2 cũng thỏa mãn. Hiểu không? Vậy chỉ cần thỏa mãn một trong hai điều kiện là được, đúng không? Thì cái điều kiện tìm kiếm đấy phải là nếu phân tích đúng. Và nhiều người bị nhầm lẫn chỗ đấy. Tôi nói văn
ngôn ngữ thông thường tôi sẽ nói là và. Nhưng khi các bạn dùng thì ngôn ngữ truy vấn phải dùng là hiểu chỗ đấy không? Và nhân rất là nhiều người bị đánh lừa chỗ đấy. Và đôi khi tôi cũng lừa lừa vậy đó. Hiểu không ạ? Để cố gắng. Tôi không nói là hoặc, mà tôi cố tình tôi để là và. Hiểu không ạ? Đấy. Rồi. Like thì đấy để mua rồi. Between và end là giữa 1 và 10. Hiểu không ạ? Between 1 and 10. Between giữa thì đâu? In. In là trong. Tôi sẽ làm một cái demo về in và một cái demo về between và end. Đúng không ạ? Cho các bạn nhìn. Đây, các bạn sẽ làm câu lệnh thứ nhất nào. Câu lệnh thứ nhất nào, tìm những nhân viên hoặc là liệt kê những nhân viên làm ở Hồ Chí Minh 1 và Hồ Chí Minh 03 chẳng hạn. Câu lệnh truy vấn thứ hai. Đúng không ạ? Không có lương nhỉ? Có số thì các bạn dùng between là dễ hơn. Đúng không? Rồi, ngày tháng between cũng được. Tìm những nhân viên sinh năm có năm sinh từ 1990 đến 1999. Ví dụ như vậy. Đúng không ạ? Ví dụ như vậy. Thì các bạn lưu ý nè, mỗi câu lệnh này các bạn có rất nhiều cách để viết. Thì tôi sẽ viết, các bạn thử viết xem có được không nha. Câu lệnh thứ nhất tôi sẽ là select gì ạ? Select sao from nhân viên where mã gì? Mã văn phòng bằng gì ạ? Hồ Chí Minh 01 A O. Rồi biết rồi cho nên là sẽ không. Mã văn phòng bằng Hồ Chí Minh 03. Có được không? Có được không? Được. Chạy ha. Gồm công 03 có không? Chỉ có 01 và 02 cho nên liệt kê 03 không có. Ra hai dòng. Đồng ý không? Rồi. À, câu lệnh này các bạn còn có thể viết lại như sau. Nghe nè. Câu lệnh này ngoài cái việc mà viết như thế này, ta có thể viết một cách khác. À, rất hay. Chấm phẩy. Đây, thay vì mình để o hoặc thì tôi thay về cái toán tử là in. Chính xác. Mở ngoặc dấu gì? Phải đóng ngoặc. Hai câu lệnh này tương đương. Hai câu lệnh này tương đương. Nghĩa là tôi sẽ tìm những nhân viên của mã văn phòng và thuộc có. Đúng không? Nó là cái này hoặc cái này. Nó tròn, cái nào có nó liệt kê, không có thì thôi. Hiểu ạ? Hai câu lệnh này giống nhau. Và các bạn thấy là câu lệnh dưới tôi sẽ viết gòn hơn lệnh trên. Vậy ở trong in này có một giá trị được không? Được không? Được.
trong cái in này chỉ có một giá trị cũng được luôn, hai giá trị n giá trị được luôn, hiểu không ạ? Có thể là chủng tích hoặc là số được luôn, có thể ngày sinh luôn, tất tật tật có thể để trong in này được luôn, hiểu không ạ? Toán tự in nữa nhưng mà tìm chính xác nha, like không dùng ở đây, hiểu không? Gần đúng thì không dùng ở đây, thế mới dùng tìm tìm chính xác. Hai câu lệnh này giống nhau, lưu ý nha. Đấy, đấy là một cái cũng rất là hay, nghĩa là các bạn có một câu lệnh mà rất thoải mái, đúng không? Chạy. Đấy, cô bôi cái nào nó chạy cái đấy, ra kết quả giống nhau. Ra kết quả giống nhau. Đấy, đây. Cái này là câu lệnh thứ hai nè. Đâu rồi? Đây, câu lệnh thứ hai in nè, thấy không? Được chưa? Đấy. Ô, quên copy mất tiêu rồi. Ô, khi nãy quên copy mấy cái kia rồi. Ta vào cái này control. Đây đúng không? Nói chung là cái này dùng không thích bằng server đúng không? Nhưng mà các bạn dùng cái bản mà bản bản gì workbench thì nó cũng gần gần như server, chỉ nó nặng thôi. Expand à, anh nói xem, ok, rồi, đây câu lệnh select, đây, câu lệnh or này các bạn có thể thay thế bằng câu lệnh in đúng không? Chấm phẩy ha. Rồi thêm câu lệnh nữa nè các bạn. Biết cái này nhìn cho dễ. In. Sửa lại ha. Câu lệnh thứ hai các bạn nhìn nhé. Tìm những nhân viên có năm sinh từ 1990 đến 1999. Cô sẽ viết như sau. Viết sao ạ các bạn? Select. Sao from. Để dùng chấm phẩy ha. Gì đấy ạ? Nhân viên. Where. Where gì đây ạ? Where gì? Where gì ạ? Ngày sinh, đúng rồi. Có phải là từ 1990 đến 199 thì từ mùng 1 tháng 1 năm 1990 đúng không? Lớn nó đồng bằng 1990 tháng 1 ngày 1 n ngày sinh nhỏ nó đồng bằng 31 tháng mấy? 1999 tháng 12 ngày 31. Có đúng không? Đúng không? À. Rồi nếu như ta dùng câu lệnh thứ hai, ta có thể dùng là câu lệnh gì? Between. Where, cái này là ngày sinh, between, thay cái chữ này nè. Và and. Gọn hơn không? Câu lệnh và mà trong một khoảng nào đấy, nhớ là trong khoảng nha, có thể thay thế bằng câu lệnh between nè. Nhưng mà phải nó là cùng một điều kiện, hai điều kiện khác nhau thì không có được, hiểu không? Thì câu lệnh between and có thể chuyển thành câu lệnh và. Tuy nhiên câu lệnh và thì chưa chắc mọi câu lệnh between and đều có thể chuyển thành câu lệnh và. Nhưng câu lệnh và thì chưa chắc nha. Ok. Nó phải cùng một điều kiện nó mới chuyển thành ngược lại được. Khác điều kiện một cái thì ngày sinh, một cái giới tính thì đâu có between and được. Hiểu ý không?
Đấy, xin lưu ý cái việc đó. Được chưa? Ok. Rồi. Đây là câu lệnh. Cũng hay đúng không? Chạy. Đấy, nó ra quá trời. Cô 4 câu lệnh đấy. 4 câu lệnh nhá. Đấy, chỉ có ông này thỏa mãn và tại vì hai ông kia là không không hết mà. Đúng không? Một ông thỏa mãn thôi. Ok. Rồi. Ok. Vậy nói chung là kỳ từ đại diện dùng cho like, nãy nói sơ sơ rồi thì nó ta nói tiếp. Nói chung là nhiều câu hỏi quá đi, nhiều thầy làm không có hết, đúng không? Cái này về nhà ta sẽ làm tiếp. Rồi bây giờ ta sẽ qua cái phần lá. Có rất nhiều câu lệnh truy vấn. Thì lưu ý cho cô. Rồi cái này lại quản lý bán hàng rồi. Không được. Cô sẽ cho các bạn câu lệnh truy vấn ở trên cái bất động sản nhá. Cô sẽ gửi cho bạn các bạn câu lệnh truy vấn trên bất động sản. Còn bạn nào mà làm được từ A tới Z cái phần mà quản lý bán hàng này sẽ cộng điểm. Nó từ lắp 2 lần thì các bạn phải tạo bảng. Đúng không? Rồi, mất thời gian lắm. Thôi được rồi.